Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và trong video này mình sẽ đập hộp một cái sản phẩm đồ chơi cho bé dùng để vẽ. Chỉ cần thấy là nó là một cái máy chiếu dùng để vẽ hình. Bây giờ mình sẽ đập hộp sản phẩm của mình ra cho các bạn xem. Thì bên trong hộp thì nó có một cái màn chiếu như thế này và một cái máy chiếu như thế này. Thì khi các bạn mua về thì các bạn bỏ pin ở cái khe cắm pin như thế này rồi đến vị trí này, và nó sẽ có các bàn, bốn chân bàn để ngắn vào cho bé. Đây, mình gắn vào cho bạn xem. Nó có một cái bốn cái chân bàn như thế này. Đây, bốn chân bàn và một hộp bút màu. Trong hộp bút màu này nó sẽ có cái bút xóa, chiếu hình vẽ. Thì trong cái nhỏ này thì các bạn thấy nó có sẽ có hình vẽ bên trong, và khi vào cái bạn bỏ pin vào thì các bạn nhét vào trên vị trí này thì các bạn sẽ thấy được cái hình vẽ, và bé sẽ dùng bút màu như thế này, bút màu này, và các bạn bé sẽ vẽ lên trên cái bàn chiếu như thế này. Đó, cái đây cũng có cần cái xóa, người xóa sau khi vẽ. Thì đó là sản phẩm máy chiếu vẽ cho bé. Sản phẩm này shop của mình bán với cái giá rất là rẻ, và các bạn muốn mua hàng thì các bạn để lại thông tin bên dưới video, mình sẽ ship cho các bạn. Và các bạn có thể mua qua trên kênh Shopee, để bên dưới video này các bạn có thể mua qua kênh Shopee thì cũng có thể ship cho các bạn. Sản phẩm này cũng rất là hot bên mình. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đây là sản phẩm máy chiếu vẽ cho bé rất là hot cho các bé trai và bé gái. Bé trai thì có màu xanh, bé hoa gái thì có màu hồng. Các bạn muốn đặt hàng, các bạn để lại thông tin bên dưới comment video, mình sẽ ship hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Sản phẩm máy chiếu vẽ cho bé.